Chào bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về một chủ đề sức mạnh của tình yêu. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là gì? Tin mừng, tình yêu của Đức Chúa Trời biện minh cho cuộc sống của chúng ta và lấp đầy cho chúng ta niềm hy vọng cho tương lai. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để những ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tin mừng, ngay cả sự chết cũng không thống trị những ai yêu và được Chúa yêu. Ý nghĩa thực sự của tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì? Tình yêu trung thành không ngừng nghỉ của Đức Chúa Trời đến trong Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thúc đẩy Ngài ban cho chúng ta hành động tối hậu của tình yêu trung thành trong cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài là người tốt lành, sự truy đuổi của anh ta sẽ tồn tại mãi mãi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tác động đến cuộc sống của bạn như thế nào? Theo Jay, 10 tuổi, tuân theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời là chìa khóa để duy trì sự điềm tĩnh của bạn trước áp lực. Một điều tốt, Nicole nói, tình yêu của Đức Chúa Trời có thể biến sự lười biếng thành sự hữu ích. Sức mạnh của tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì? Khi được tràn đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể làm và thấy và hiểu những điều mà chúng ta không thể làm hoặc nhìn thấy hoặc hiểu được. Được tràn đầy tình yêu thương của Ngài, chúng ta có thể chịu đựng nỗi đau, dập tắt nỗi sợ hãi, tha thứ một cách thoải mái, tránh tranh chấp, tái tạo sức mạnh và ban phước và giúp đỡ người khác theo những cách gây ngạc nhiên ngay cả đối với chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được thể hiện bằng cách biện minh cho chúng ta hoặc tuyên bố chúng ta vô tội bằng ân điển qua đức tin nơi Đấng Christ. Đấng Christ được đối xử như thể mình là tội nhân, và tội nhân được đối xử như thể mình là người công bình. Giờ đây, Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta qua sự công bình của Đấng Christ thay vì qua tội lỗi của chúng ta. Làm thế nào để Đức Chúa Trời truyền cảm hứng để bạn trở thành một người tốt hơn? Nếu bạn muốn trở thành một người tốt hơn theo Kinh Thánh, tất cả là do đức tin, bởi sự tin cậy vào Đấng Christ. Tất cả là tin tưởng vào công việc đã hoàn thành của Chúa Giê-xu. Danh tính mới của bạn là trong Ngài. Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự thay đổi thực sự và lâu dài trong cuộc sống của bạn. Tại sao yêu Chúa và những người khác lại quan trọng? Khi bạn yêu người ta, bạn không nói dối về họ hay ăn cắp của họ. Bạn không muốn bị tổn thương, nhưng tình yêu đối với Đức Chúa Trời và tình yêu đối với người khác thúc đẩy một người tuân theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Khi con cái Đức Chúa Trời hành động theo tình yêu thương của Cơ Đốc nhân, họ vâng lời Đức Chúa Trời và phục vụ người khác, không phải vì sợ hãi, nhưng vì tình yêu thương của Ngài. Kinh Thánh nói gì về tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Một Giăng 4, 9, 10, bằng cách này, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con mà được sự sống. Đây là tình yêu, không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, mà là Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài đến để đền tội cho chúng ta. Bạn cảm thấy tình yêu của Chúa như thế nào? Cha Thiên Thượng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài bằng tấm lòng chân thành. Đừng bỏ cuộc. Hãy cho Ngài thấy rằng bạn yêu Ngài hơn bất cứ điều gì ở đây trên trái đất. Hãy thể hiện đức tin của bạn và bước đi trên con đường mà Ngài đã chọn cho bạn. Tầm quan trọng của việc thể hiện tình yêu thương là gì? Tại sao việc đón nhận tình yêu lại quan trọng? Điều này đến lượt mình, khuyến khích sự gắn kết, giảm đau và tạo ra cảm giác êm dịu tổng thể.
cảm giác yêu đời thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe bằng cách giảm huyết áp, ổn định tâm trạng và hơn thế nữa. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu như thế nào? Khi nói đến tình yêu, Chúa Giêsu đã nâng cao thanh thiên văn. Ngài dạy chúng ta yêu kẻ thù của mình, quay ngược má lại và bước thêm một dặm. Đối với tâm trí con người chúng ta, điều đó nghe có vẻ hoàn toàn thái quá, nhưng đó chính là vấn đề. Nếu chúng ta muốn yêu như Chúa Giêsu, chúng ta phải mở rộng trái tim và tâm trí của mình. Lợi ích của tình yêu là gì? 5 cách tình yêu tốt cho sức khỏe của bạn. Tình yêu làm cho bạn hạnh phúc. Khi bạn mới yêu, dopamine, chất hóa học tạo cảm giác tốt cho não liên quan đến phần thưởng, đặc biệt tích cực. Tình yêu làm tan biến căng thẳng. Tình yêu làm dịu đi lo lắng. Tình yêu khiến bạn chăm sóc bản thân tốt hơn. Tình yêu giúp bạn sống lâu hơn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và có một ngày tuyệt vời.